Xin chào quý khách đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều tối ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến hàng bộ 3 căn nhà phố vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 22m và được anh chị nhà xây dựng cũng như là đúc kiên cố một trệt một lửng và ba lầu đúc theo kiểu mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có một cái khoảng sân phía ngoài mình để xe hơi, một cái gara để xe hơi ở phía bên trong và mình sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh. Đó mình sẽ có một cái nhà vệ sinh có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm và mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt cũng như là sân thượng phía trước cũng như là sân thượng phía sau căn nhà. Với bộ ba căn nhà mình thì đang có hướng chính là hướng Tây Bắc phủ sàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía bên ngoài của bộ ba căn nhà cũng như là con đường ở phía trước. Ở đấy hàng tham quan một căn nhà nằm trên một con đường thông và nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, sát với lại quốc lộ 1A cũng như là sát với lại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn một trong ba căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong để giới thiệu đến hàng, chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Và đây là con đường ở phía trước căn nhà mình, sẽ có hai bên mình có hai làn đường. Ở chỗ này thì mình có 5 căn, với hai căn phía bên tay phải thì đang hướng chính là hướng đông nam và ba căn bên tay trái này thì đang có hướng chính là hướng tây bắc. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng có thể lựa chọn cho mình một trong 5 căn nhà được anh chủ nhà thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà thì di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho hàng tham quan. Thì phía ngoài mình sẽ có khoảng vỉa hè lên đến 5m và khoảng vỉa hè này thì mình có thể làm cổng ra phía ngoài này được. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh bên ngoài được làm bằng sắt, kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn bên trong với hai lớp cửa để chỉ thiết kế để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có một cái gara để xe hơi rất là dài. Với gara này thì mình để tất cả các loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60m2, hai bên tường được anh chị ốp gạch đá 60m2. Và phía trên mình có hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng, những bức tranh trang trí cho căn nhà. Và di chuyển vào khu vực bên trong sẽ là khu vực cầu thang căn nhà. Với cầu thang căn nhà mình thì được các chị thiết kế mình sẽ có một cái bậc tam cấp, hai bậc tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách phía sau. Và khu vực cầu thang căn nhà mình thì trụ thang cũng như tay vịn cầu thang được làm bằng chất liệu gỗ đỏ và lan can được làm bằng kính cường lực với mặt đá hoa cương để chị đi hệ thống đèn led, đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách căn nhà, sẽ có bộ bàn ghế sofa để chị sắm sẵn tặng kèm, kệ để tivi và mình có một tivi 65 inch cũng được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và phía sau thì mình sẽ có khoảng chính trời lên đến 2m. Một bên thì chị thiết kế làm nhà vệ sinh, một bên thì chị thiết kế và trồng như mình những mảng cây xanh rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này. Với căn bên cạnh thì chỉ có giá 6 tỷ 700 triệu đồng. Và hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn nhà 6 tỷ 800 triệu đồng để giới thiệu cho hàng. Ở đây khu vực nhìn từ bên trong ra bên ngoài, một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại với tầng lửng ngược. Phía bên ngoài là gara để xe hơi. Phía trong sẽ là khu vực không gian phòng khách, phòng bếp, anh chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý hàng có thể sở hữu một căn nhà nằm ngay trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Sát với lại quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là căn nhà mình thì nằm cuối đường Thống Nhất và là căn nhà nằm ở trên trục đường Tô Ngọc Vân, đây là thuận tiện của hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh mà con đường Tô Ngọc Vân Quang Trung, hoặc là mình có thể di chuyển từ trục đường Tô Ngọc Vân sang trục đường Hà Huy Giáp để về trung tâm cũng là sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng như là cái khu vực không gian tầng lửng căn nhà, khu vực không gian phòng bếp phía ngoài sẽ bộ cửa kính cường lực, bên trong mình sẽ có một bộ bàn ăn lên đến 6 ghế để chị sắm sẵn tặng kèm, có tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường với mặt đá hoa cương. Và bên trong thì mình được tặng kèm full nội thất, nhưng bếp có bếp điện từ, lavabo để chấn bát, kệ để chấn bát, máy đong đếm gạo, máy hút khử mùi. Và đây là khu vực phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến hàng.
Và cũng như là các khu vực không gian, phòng bếp lại một lần nữa, cũng như là khu vực từ bên trên xuống khu vực không gian phòng khách để giới thiệu với hàng căn nhà. Chỉ với giá hơn 6 tỷ là có nhà sở một căn nhà. Đang hướng chính là hướng hướng Tây Bắc, phố sản thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và mình sẽ có hai căn hướng ngược lại là hướng Đông Nam, phố sản thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Thì trong khu này thì mình có 5 căn với tầm tài chính khoảng hơn 6 tỷ, là quý hàng có thể lựa chọn cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Thì quý hàng nhớ liên hệ về số điện thoại đang hiện trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hàng đi xem. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ an cường, chống ồn, chống mối mọt. Và mình sẽ được các chị phun nội thất, sẽ có giường rộng lên đến 2 mét, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc, cửa sổ mở ra bên ngoài, cửa đi ra ban công để lấy gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và chỉ với giá 6 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng thì quý khách đang xem video cảm thấy bộ 5 căn nhà này phù hợp với gia đình mình, thế nhớ tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Một khu nhà lầu đồng bộ vừa mới được hoàn thiện xong và nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại cầu vượt ngã tư ga, cũng như là sát với lại bến xe ngã tư ga, sát với quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện mà di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh thì rất là gần. Và đây là khu vực nhà vệ sinh, phòng ngủ số 2 căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển đến khu vực lầu 2 căn nhà, sẽ đến không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 căn nhà mình. Với căn nhà được thiết kế mình sẽ có 4 phòng ngủ chính thì đã được các chị phun nội thất tặng kèm. Trước đây khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại, cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Di chuyển đến khu vực phía trước có ban công, cũng như là phía đối diện mình có hai căn thì đang có hướng chính là hướng Đông Nam. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tiến xin chọn 3 căn nhà đang có hướng Tây để giới thiệu đến hàng. Với bộ 3 căn nhà này thì đang có diện tích là ngang 4 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 22 m, và đấy chị trừ một cái khoảng sân 5 m để xe hơi. Nghĩa là diện tích còn lại thì anh chị xây dựng và được các chị thiết kế tới một trệt, một lửng và tới 3 tầng lầu. Mình có gara để xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, mình có 4 phòng ngủ chính và tới 6 nhà vệ sinh. Trong đó thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh, có phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm, gọi là phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 3 căn nhà, sẽ đến với lại không gian phòng thờ, phòng giặt, cũng như là sân thượng phía trước và sân thượng phía sau căn nhà. Đây là khu vực sân thượng phía trước căn nhà, sẽ có một cái phòng thờ ở bên trong, bộ cửa 4 cánh mở ra khoảng sân thượng ở phía trước và được các chị trồng mảng cây xanh rất là đẹp. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ là quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Ở đây không gian phòng thờ ở bên trong và sân thượng ở phía ngoài. Và khu vực cầu thang thì mình sẽ có giếng trời để lấy gió và ánh sáng. Di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm mà nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến hàng. Phía sau thì mình sẽ có cửa sổ mở ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng vào bên trong, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 6 tỷ một chút là quý khách hàng có thể lựa chọn cho mình những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này, với hướng chính là hướng Tây Bắc và hướng Đông Nam, của khách hàng thuộc mệnh Đông cũng như là mệnh Tây Tứ Trạch. Và là bộ 5 căn nhà nằm trên trục đường Tô Ngọc Vân thuộc phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.